nghi thức mỗi khi chúng ta gia nhập vào hiệp hội các smartphone sẽ như thế nào nhỉ? Đầu tiên, Samsung Book S Pen. Thứ hai, Huawei. Tất nhiên là điều khiển trên không, Doctor Strange rồi. Còn món thứ ba thì sao nhỉ? Oppo. Tan tan, đẹp chưa? Nếu như mọi người không biết thì hôm nay là ngày ra mắt chính thức của Oppo Reno 7 Pro 5G tại thị trường Việt Nam. Và trên tay mình cũng chính là em Oppo Reno 7 Pro 5G đây. Và cảm quan đầu tiên khi mà mình cầm em này đó chính là mặt lưng quá đẹp luôn mọi người. Nó chuyển màu rất là ok luôn, từ màu hồng sang màu xanh nha, khá là đẹp mắt. Và điểm mà mình rất thích ở những chiếc điện thoại Oppo Reno đó chính là mặt lưng quá đẹp, quá bling bling. Và cộng thêm một điểm nữa đó chính là do nó là mặt lưng nhám cho nên là rất ít khi mà bị chày. Mình đã làm rơi con Reno 5, Reno 6 rất nhiều lần nhưng mà thề là không bao giờ bị chày luôn. Cho nên là những ai mà cũng hậu đậu giống như mình thì đây là một option không hề tồi nha. Về phần khung viền thì em này cũng có thiết kế khung viền vuông vức như là em Reno 7 vậy. Và một điểm mình rất là thích đó chính là ở cụm camera nó sẽ có một cái viền sáng kép. Khi mà mọi người gọi điện thoại tới hoặc là nhận tin nhắn hay là sạc pin thì nó sẽ sáng lên. Đây đây, giống như nè, có người đợi tới thì nó sẽ lấp lánh như vậy đó. Và đi buổi tối thì chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ bị lạc luôn, tại vì cái mặt lưng đã bling bling như thế này rồi. Còn thêm cái đèn như thế này nữa thì làm sao mà lạc được, đúng không mọi người? Ok, về phần màn hình thì em này sẽ sử dụng màn hình AMOLED Full HD cộng 90Hz. Và đặc biệt là em này có cảm biến vân tay trong màn hình nha, hơi bị xịn luôn á. Và với tần số quét 90Hz thì mình thấy quá đủ dùng rồi. Nếu như mà mọi người dùng 120Hz thì mình nghĩ sẽ hơi tốn pin một chút. Mà mắt người bình thường 90Hz với lại 120Hz thì cũng chưa chắc mọi người đã phân biệt được đâu. Trừ khi nào mọi người dùng màn hình 120Hz quá nhiều thì có thể sẽ hơi khó chịu một chút. Nhưng mà với mình 90Hz là quá ok rồi nha. Nhắc về cụm camera thì tôi không quan tâm là ở đằng sau có bao nhiêu hạt trân châu. Tôi chỉ cần biết là nó đang sử dụng cảm biến Sony IMX như ở trên dòng Oppo Find X3 Pro. Và với cảm biến này thì chúng ta sẽ được gì? Một camera chính có độ phân giải 50MP. Và khi chụp thì mọi người sẽ thường nghe cái câu là Rich Color. Dịch với tiếng Việt nó chính là no màu, là cái kiểu mà màu sắc lên rất là chân thực và sắc nét đó. Còn về camera trước thì khoan, mọi người có nhớ slogan của Oppo là gì không? Oppo Camera Phone. Oppo Camera Phone. Thế nên là chúng ta sẽ có một chiếc camera selfie với độ phân giải là 32MP. Chà bá lửa luôn mọi người, to dã man. Và được một cái là khi mà với một camera có độ phân giải cao như thế này thì chúng ta sẽ có thể chụp được ảnh với da mịn hơn nè, màu sắc lên tươi hơn. Và mình khảo sát hết rồi, mình đã hỏi tất cả những người xung quanh thì mọi người đều đánh giá là cho hình ảnh rất là ok, màu sắc đẹp. Và những ai mà thích selfie giống như mình thì gần như là ai cũng thích mua điện thoại Oppo hết, tại vì chụp hình rất là đẹp và ảo. Bật mí cho mọi người biết là tôi quay TikTok của Cafe Tech bằng Oppo Reno 6 Cam trước đó nha mọi người, đẹp dã man. Nói về phần hiệu năng thì em Oppo Reno 7 Pro 5G sử dụng em chip Dimensity 1200 Max. Đây là một em chip biến thể mới của chip Dimensity 1200. Nghe bảo là cũng mạnh lắm á. Nhưng mà cá nhân mình thì mình dùng điện thoại chỉ để chụp hình nè. Lâu lâu chơi game cơ bản hoặc là edit clip TikTok cơ bản nhẹ nhàng thôi. Cho nên là những ai quan tâm đến hiệu năng thì mình sẽ để một cái bảng so sánh chi tiết với những dòng chip cùng phân khúc để mọi người tham khảo nha. Còn với mình thì mượt và đẹp là đủ. Về pin thì em này sở hữu viên pin 4500mAh. Đây là một con số không quá ấn tượng đâu, bởi vì smartphone hiện nay thì như mọi người cũng biết rồi đó, toàn 5000 thôi. Nhưng mà với thiết kế mỏng như thế này cộng thêm công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 65W của nhà Oppo nữa thì mình nghĩ là trải nghiệm của mọi người cũng sẽ liền mạch và không bị gián đoạn quá nhiều đâu. Mình đã xài Oppo 3 đời rồi mọi người, từ Reno 5 đến bây giờ, Reno 7 đến nơi rồi, cho nên là yên tâm, cứ tin lời mình, sạc nhanh của Oppo rất ok nhé. Ok, và đó là những đánh giá nhanh của mình về em Oppo Reno 7 Pro 5G này. Còn mọi người đã sẵn sàng chuẩn bị nghi thức gia nhập vào hiệp hội Oppo chưa? Comment bên dưới cho Cafe Tech cùng biết nhé. Còn bây giờ thì bye.